phẩm bảo vệ sức khỏe Estinfor hỗ trợ tăng cường nội tiết, níu giữ nét xuân. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin xã hội trên kênh ống kính hậu trường. Hôm nay 22 tháng 3, lực lượng cứu hộ Trung Quốc đang nỗ lực tìm kiếm, hy vọng tìm thấy bất kỳ người sống sót nào trong số 132 người trên chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Phương Đông China Eastern Airlines bị rơi một ngày trước đó ở vùng núi phía nam Quảng Tây. Công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn khi ba mặt khu vực máy bay rơi là núi và để tiếp cận chỉ có một con đường nhỏ. Do địa hình rừng núi phức tạp, lực lượng cứu nạn không thể triển khai máy móc hạng nặng, chủ yếu chỉ dựa vào sức người cùng máy bay không người lái để tìm kiếm. Trong khi đó, tại khu vực huyện Đằng, nơi máy bay rơi, nhiệt độ giảm khiến trời lạnh và có mưa gió mạnh, do vậy có thể ảnh hưởng đến công tác cứu hộ tại hiện trường. Các bộ phận của chiếc Boeing 737-800 nằm ngổn ngang trên sườn núi bốc cháy sau vụ tai nạn. Lực lượng cứu hộ đã tìm được các mảnh vỡ của máy bay cùng chứng minh thư, ví tiền, thẻ ngân hàng cùng một số vật dụng bị cháy của người bị nạn cũng như thi thể nạn nhân. Anh Âu Linh, chính ủy đội cứu hỏa thành phố Ngô Châu, Quảng Tây, khi trả lời phỏng vấn cho biết, sau khi đến hiện trường, chúng tôi hỗ trợ tìm kiếm mảnh vỡ của máy bay và những người còn sống sót. Không có người nào sống sót được tìm thấy trong đội của chúng tôi. Chúng tôi nhìn thấy những mảnh vỡ của máy bay, những mảnh vỡ lớn của cánh máy bay và thi thể nạn nhân. Theo dữ liệu chuyến bay, máy bay đã bị mất thông tin radar 2 phút sau khi nó đột ngột lao xuống từ độ cao khoảng 8.800m. Mặc dù chưa có báo cáo chính thức về thương vong, nhưng cơ hội sống sót của những người trên máy bay là rất thấp. Theo truyền thông Trung Quốc, ngày 21 tháng 3, hãng hàng không Phương Đông và hai công ty con của hãng đã dừng vận hành phi đội máy bay Boeing 737-800. Dữ liệu từ công ty tư vấn hàng không Anh IBA cho thấy tập đoàn này có 225 chiếc máy bay cùng loại. Các hãng hàng không Trung Quốc khác hiện vẫn chưa hủy bất kỳ chuyến bay nào của họ sử dụng máy bay 737-800. Theo dữ liệu từ nhà cung cấp dữ liệu hàng không Trung Quốc Flymaster, một số gia đình nạn nhân đã đến hiện trường, trong khi Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Hoa Kỳ NTSB đã thông báo chỉ định một điều tra viên cấp cao làm đại diện được ủy quyền của phía Mỹ để điều tra vụ tai nạn của chiếc Boeing 737-800 này. Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc cũng yêu cầu tiến hành một cuộc kiểm tra toàn diện về các nguy cơ an toàn tiềm ẩn sau vụ rơi máy bay. Trong khi đó, Boeing Trung Quốc ngày 22 tháng 3 cho biết họ đang hợp tác với hãng hàng không Phương Đông và sẵn sàng hỗ trợ công tác điều tra. Theo Boeing Trung Quốc, công ty đang giữ liên lạc với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Mỹ và cho biết thêm rằng các chuyên gia kỹ thuật của họ sẵn sàng hỗ trợ Cục Hàng không Dân dụng Trung Quốc tiến hành cuộc điều tra. Sau khi xảy ra vụ việc, khoảng 74% trong số 11.800 chuyến bay theo lịch trình ở nước này đã bị hủy, chủ yếu là giữa Bắc Kinh và Thượng Hải. Cổ phiếu niêm yết trong nước của hãng hàng không Phương Đông cũng giảm hơn 6,5% cùng ngày, trong khi giao dịch tại Hồng Kông, Trung Quốc giảm dần 6%. Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn thông tin từ truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, chiến dịch tìm kiếm người sống sót trong vụ rơi máy bay Boeing 737-800 của China Eastern ở tỉnh Quảng Tây vẫn đang được tiếp tục. Cho biết, chiến dịch tìm kiếm người sống sót trong vụ rơi máy bay Boeing 737-800 của China Eastern ở tỉnh Quảng Tây vẫn đang tiếp tục. Bên cạnh giải cứu người sống sót, một trong các ưu tiên hàng đầu là thu hồi hộp đen máy bay, thiết bị sẽ giúp giải mã nguyên nhân vụ tai nạn. Tuy nhiên, một số chuyên gia lo ngại hộp đen có thể bị đám cháy sau vụ tai nạn làm hư hỏng. Cảnh sát đã đánh số hàng chục mảnh vỡ và chăn dây phong tỏa hiện trường vụ tai nạn, nằm ở khu vực miền núi gần thành phố Ngô Châu, thuộc khu tự trị dân tộc Choang ở tỉnh Quảng Tây. Chỉ có các phương tiện truyền thông nhà nước mới được phép đưa tin từ hiện trường. Quá trình cứu nạn đã được Tân Hoa Xã và đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV tường thuật trực tiếp trên mạng, thu hút hàng chục triệu lượt xem. Nhiều khán giả của hai kênh này đã bình luận trên mạng xã hội Weibo rằng họ đang cầu nguyện một phép màu có thể xảy ra. Theo đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV, tại khu vực trọng tâm diễn ra công tác tìm kiếm cứu nạn, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy ví tiền, căn cước công dân, thẻ ngân hàng, giấy tờ tùy thân và một số đồ dùng cá nhân của các nạn nhân mất tích. Đoạn video được truyền thông nước này đăng tải cho thấy nhiều món đồ vật nằm rải rác trong tình trạng bị cháy xém. Trong đó, đáng chú ý là hình ảnh một chiếc ví màu đen bị cháy. Bên trong ví có sắp tiền mặt và tờ tiền mệnh giá 2.000 đồng của Việt Nam. Hình ảnh đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, nhưng chưa rõ chủ nhân của chiếc ví này là ai. Hiện con số thương vong chưa được công bố chính thức. Hình ảnh này đã được giới chức Trung Quốc đã điều động lực lượng lớn xung quanh khu vực xảy ra tai nạn. Ngoài nhóm cứu hộ còn có chuyên gia chấn thương, nhà tâm lý học, điều phối viên khẩn cấp cho tới các hãng truyền thông. Vụ tai nạn hôm 21 tháng 3 được đánh giá là thảm họa hàng không tồi tệ nhất ở Trung Quốc trong vòng một thập niên trở lại đây. Sau khi chứng kiến những sự cố xảy ra trong giai đoạn 1980-1990, nước này đã cải thiện và giám sát an toàn hàng không bằng nhiều biện pháp chặt chẽ. Trong khi đó, thân nhân của các hành khách trên chuyến bay MU 5735 tiếp tục tập trung tại Ngô Châu để chờ đợi tin tức từ người thân của mình.
Theo truyền thông Trung Quốc, trong số các hành khách trên chuyến bay có một người đàn ông 28 tuổi đến Quảng Châu để đoàn tụ với gia đình, một phụ nữ 36 tuổi đi gặp chồng chưa cưới và một cậu bé 10 tuổi đang trên đường đi dự một tang lễ. Tập đoàn Dinglong Culture có trụ sở tại Quảng Châu trong hôm nay xác nhận giám đốc tài chính của tập đoàn cũng có mặt trên chuyến bay để trở về từ một chuyến công tác. Chuyến bay mang số hiệu MU5735 từ Côn Minh tới Quảng Châu chở 132 người, bao gồm 9 thành viên phi hành đoàn, đã bất ngờ gặp nạn hôm 21 tháng 3 khi bay qua khu vực tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Theo Variefly, nhà cung cấp dữ liệu hàng không dân dụng của Trung Quốc, chiếc Boeing 737-800 đã bay ở độ cao gần 8.900 m trước khi mất độ cao đột ngột lúc 14 giờ 19 phút. 3 phút sau, máy bay biến mất khỏi màn hình radar. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân gây ra thảm kịch hàng không được xem là tồi tệ nhất của Trung Quốc trong hơn một thập kỷ qua. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin xã hội trên kênh Ống Kính Hậu Trương. Đừng quên nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những tin tức mới nhất nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!